Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, những ngày gần đây, số bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tăng lên. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân với các bệnh lý phổ biến như đau nhức xương khớp, các bệnh về tiêu hóa, tim mạch. Tôi đau khớp thì cũng vài năm rồi, nhưng mà lên đây thì rồi thời tiết nên thay đổi, mùa nắng rồi lại mưa, cho nên là nó cũng chứ chở trời lại đau, cứ khỏi được ít hôm rồi chở trời lại đau. Tôi lên đây được các bác sĩ điều trị thì nói hôm nay là đã được 80%. Theo các bác sĩ, đối với người cao tuổi, khi cơ thể bị mất nước và chất điện giải thì khả năng tự điều chỉnh là rất khó khăn, dẫn đến tổn thương các cơ quan như thần kinh, làm cho cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, bùn rùn tay chân, chóng quên. Ngoài ra, do sức đề kháng suy giảm nên khả năng chống lại các loại vi khuẩn virus gây bệnh kém hơn, vì thế mà các loại bệnh dễ dàng xâm nhập. Về mùa hè, người cao tuổi có thể là bị nắng nóng quá, rồi là uống thì ít nước, rồi mình không chú ý đến những các cái thay đổi thời tiết, cái nhiệt độ, có thể là trong lúc mà mình nằm điều hòa cao quá, rồi đến lúc mình ra ngoài nó cũng đột ngột, có thể là thay đổi, nên là người cao tuổi cần chú ý đến cái sinh hoạt của mình. Không chỉ gia tăng số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị, tỷ lệ bệnh nhân biến chứng nặng cũng cao hơn những tuần trước. Đặc biệt với những người mắc các bệnh lý nền như bệnh phổi tắc nghẽn, hen phế quản, tăng huyết áp không kiểm soát, đái tháo đường sẽ bị tái phát và nặng thêm. Ở đây đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân mà trước đây chưa từng tầm soát bệnh bao giờ. Thì khi vào đây đã đến biểu hiện nặng nhất của bệnh, đặc biệt các bệnh về gan mật tụy, các bệnh về xơ gan, viêm tụy cấp. Đấy, các bác vào đây trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, dẫn đến mạch thực quản, đau bụng cấp rất là nhiều. Đấy. Một số trường hợp thậm chí là phải chuyển đi tuyến trung ương để điều trị. Đấy. Ngoài ra thì một số bệnh nền mà phổ biến khác như đái tháo đường, bệnh lý tăng huyết áp, tim mạch và các bệnh lý về nhiễm khuẩn tiêu hóa cũng thường mùa hè gặp rất là nhiều. Mùa hè nắng nóng, người cao tuổi cũng cần đặc biệt lưu ý để phòng tránh bệnh đột quỵ não. Khi có các triệu chứng ban đầu như đổ nhiều mồ hôi, đau đầu, mặt đỏ, khó thở, cần nhanh chóng cấp cứu kịp thời. Nếu không, bệnh nhân dễ dẫn đến hôn mê, liệt, thậm chí là tử vong. Không phải là mỗi mùa đông mới xảy ra cái tình trạng đột quỵ, mà mùa hè chúng tôi cũng gặp rất là nhiều các bệnh nhân bị đột quỵ não do những cái bệnh nhân đó bệnh nền và tăng huyết áp. Nên là những người cao tuổi cũng cần chú ý về đi khám định kỳ, uống thuốc đều đặn và theo lời khuyên của bác sĩ. Với những người cao tuổi đã mắc bệnh lý nền trước đây thì điều quan trọng nhất mùa hè là phải tuân thủ điều trị của bác sĩ, đi tầm soát sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ. Thứ hai nữa là thực hiện chế độ ăn uống ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn uống nước lạnh và các đồ nước ngọt có ga. Chế độ ăn thì nên đảm bảo đủ dinh dưỡng, thịt cá nhưng mà hạn chế đồ mỡ. Thứ ba nữa là phải vệ sinh tai mũi họng thường xuyên định kỳ. Thứ tư nữa là hạn chế ra ngoài khi trời nóng hoặc là khi thay đổi thời tiết, nên ở trong nhà nhiều hơn. Theo các chuyên gia y tế, với diễn biến thời tiết như hiện nay, các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, người cao tuổi cần phải lưu ý tăng cường sức khỏe để phòng tránh bệnh. Những người có bệnh lý nền cần tuân thủ việc sử dụng thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ, chủ động theo dõi sức khỏe và thăm khám kịp thời khi có các dấu hiệu bệnh lý.